Thưa quý vị, sau những ngày âm u có mưa nhỏ rải rác làm tăng cảm giác giá buốt ở các tỉnh thành miền Bắc, trời đã khô ráo hơn. Hiện tại thủ đô Hà Nội thì có lúc còn hửng nắng yếu, nhiệt độ theo đó cũng tăng nhẹ, xấp xỉ mức là 19 độ vào trưa nay. Dự báo trong 24 giờ tới, Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh bổ sung và trường gió Tây Bắc khô trên cao nên trời phổ biến là không mưa, có nắng vào trưa chiều, nhiệt độ ngày đêm đều ở mức là dưới 20 độ. Với đà phát triển của trường gió Tây Bắc mạnh và cộng thêm không khí lạnh tiếp tục bổ sung thì từ đêm mai miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái ít đến quang mây nên nhiệt đêm vì thế sẽ giảm thấp xuống dưới 12 độ. Tình trạng rét buốt cũng sẽ bắt đầu xuất hiện, đánh dấu một chu kỳ thời tiết nắng hanh ban ngày, rét buốt về đêm và sáng tại các tỉnh thành miền Bắc. Với Trung Bộ vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường, vì thế mà suốt dọc các khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định vẫn duy trì tình trạng mây nhiều. Trong đó, khu vực từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi là vùng có mưa, tuy nhiên mưa thuần túy do không khí lạnh nên lượng không lớn, phổ biến dưới 10 mm. Còn các tỉnh phía Nam, bao gồm khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai, trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là 27-29 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ ở mức là từ 30-32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, toàn Biển Đông có gió đông bắc mạnh chi phối, đặc biệt tại khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại đây đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.